Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cùng với GITP. Và trong ngày hôm nay thì GITP chia sẻ các bạn top 10 cổ phiếu chúng ta nên đua hay là đến thời điểm chốt lời thì chúng ta chốt lời mang tiền về cho mẹ. Và trước khi được bắt đầu thì các bạn hãy cho GITP một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt tương tác cùng với kênh các bạn nhé. Và những thời điểm này là những thời điểm mà các nhà đầu tư khá là bấn loạn khi mà thị trường tiếp tục kéo tăng và có những nhà đầu tư cầm tiền thì lại muốn đua mua và kỳ vọng cao hơn, nhưng có những nhà đầu tư đã nắm giữ những cái vị thế, có những cái cổ phiếu đã 4 phiên trần liên tục rồi thì chuyển sang 5 phiên thì chúng ta có nên chốt lời hay không. Chúng ta cuối cùng với GITP chia sẻ trong ngày hôm nay các bạn nhé. Cổ phiếu đầu tiên mà GITP sẽ chia sẻ với các bạn đó là cổ phiếu nào. Chúng ta sẽ đến với cái cổ phiếu như CSV. Các bạn có thể thấy là đây là một cái cổ phiếu mà đang không cho chúng ta những cái điểm mua, nhưng vào những thời điểm này thì các bạn đã thấy được là cổ phiếu CSV đang có một cái pha gọi là tăng rất sốc sau cái game chia cổ tức. Thì các bạn có thể thấy là vừa chia cổ tức vừa vừa chia bằng tiền, tháng 1 năm 2023 chia cổ tức bằng tiền là 1.000 đấy, và cho đến mùng 1 tháng 7 thì có chia thêm 1.500 đồng trên một cổ phiếu bằng tiền các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy là chia chia tách thêm là 15%, ồ không phải 15% các bạn, đó là nâng cái tỷ lệ, tức là bạn có 150 cổ thì các bạn được 1,8 cổ nữa, 150 cổ nữa. Đấy, khá là lớn các bạn, và nó đã có một pha tăng tốc. Như vậy thì những ai đang cầm những cái cổ phiếu như CSV chúng ta sẽ thấy điều gì? Vào những thời điểm này ai nhìn thấy cổ phiếu CSV cũng là nhìn thấy được một cái xu hướng tăng rất là trung hạn và dài hạn các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì vào qua góc nhìn của GITP? Các bạn có thể thấy vào những cái cổ phiếu như CSV thì các bạn không có một cái điểm mua nào cả, nếu mà không có được sự điều chỉnh về quanh cái vùng giá là vùng cân bằng của nó là 32.42, nó không về đến đó thì các bạn không mua. Vì vào những thời điểm này ai nhìn thấy cổ phiếu CSV cũng thèm mà đang rất là cao hứng, thì việc bây giờ thì các bạn chỉ cần nâng các cái mức chặn lãi lên của chúng ta, đó là lên cái vùng là 34-35 đấy các bạn nhé. Nhớ nâng các cái vùng chặn lãi của các bạn lên vùng 35, vì mất cái 35 thì chúng ta có thể cơ hội bán đi ra sau. Và lại vào những thời điểm này target của dự án DB chia sẻ với các bạn thì vào những thời điểm này thì những cái cổ phiếu như CSV, ví dụ như bạn có chốt lời thì quanh cái vùng giá 40-41 thì các bạn có thể chốt lời một nửa, bởi vì và những thời điểm này thì GITB có thể chia sẻ với các bạn điều gì? Quanh cái vùng giá là mình tính từ cái vùng giá là 20, đây mình tính từ vùng giá là 24 đây, thì các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này từ cái vùng giá 24 thì các bạn đang có cái lợi nhuận là lên tới 60%, đúng không? Thì đây là một cái vùng giá trung bình của các cái nhà đầu tư trong trung hạn đây. Quanh cái vùng giá là 25 thì các bạn đang có vùng giá lợi nhuận 50%. Đây là một những cổ phiếu mang lại cái lợi nhuận rất lớn cho các bạn. Thì việc của các bạn đó là gì? Đi lên đến cái target của trong cái room tín hiệu của câu lạc bộ ITP, cũng đang có những cái tín hiệu mua của các bạn, có thể thấy là đây, để ITP xem mà đây các bạn, tín hiệu VIP đây. Riêng cổ phiếu như VSC thì các bạn có thể thấy được là liên tục có những cái tín hiệu đây, CSV này các bạn nha, CSV thì các bạn có thể thấy được là liên tục có những cái điểm điều chỉnh chốt lời lên đến vùng 40 đây các bạn nha, liên tục điều chỉnh những cái điểm chốt lời lên 40 khi giá mua là 27.2 đây các bạn. Đấy, mùng 8 tháng 7 lại tiếp tục điều chỉnh cái điểm chốt lời lên 40 luôn. Đấy, cho nên các bạn nhớ chú ý nhé, cổ phiếu CSV nếu đạt được những cái tiêu chí và lên 40 các bạn ít nhất thì các bạn cũng phải chốt đi 1/2 hoặc 70%. Các bạn hãy tối ưu hóa lợi nhuận đi. Với dự ITP vào những thời điểm này khi người khác đang đang đi lên rất là mạnh mẽ thì với những xu hướng để các bạn không mất lãi, riêng mình thì chỉ cần mất 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 vùng 36.5 là mình sẽ clear hết cái phần cổ phiếu CSV các bạn nhé. Còn về mặt xu hướng tăng thì nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng trong trung và dài hạn đấy, bởi vì nó càng mạnh thì chúng ta lại càng phải thấy rằng là vào những thời điểm này thì các bạn nhớ chốt lời đi, và để chốt lời từng phần một để chúng ta có cái phần tiền để chúng ta chủ động trong cái giao dịch các bạn nhé. Đây là một cái cổ phiếu như CSV đấy,
cổ phiếu thứ hai của nhóm phân bón ấy, đó là cổ phiếu BFC. Các bạn có thể thấy là cổ phiếu Bình Điền này cũng đang có một cái sự hưởng lợi nhất định và cũng đang có những cái đội đồ đánh lên rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn nhớ rằng là những cái cổ phiếu này các bạn sẽ thấy rằng là nó cứ tăng tăng tỷ mãi, có tăng mãi không mà các bạn, không phải. Các bạn nên chú ý rằng là bây giờ vào những thời điểm này cổ phiếu này có một cái lợi thế, đó là nó vẫn tiếp tục tăng lên và nó đã có hai cái cây trần rồi các bạn. Vào những thời điểm này thì khi mà đi lên hai cái trần này thì các bạn nhớ chú ý rằng là nó sẽ cái chỉ số hưng phấn của cổ phiếu BFC vẫn chưa cao giống như CSV đâu. Vừa chia bằng tiền vừa nhận cổ tức nhưng mà vẫn là cho chúng ta lên đến bốn cây trần rồi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy còn CSV thì mới cho chúng ta khoảng hai cây trần thôi. Thì chúng ta có thể thấy vào những thời điểm này thì các bạn sẽ đặt ra những cái target của cổ phiếu BSC đấy. Và các bạn có thể thấy sau khi vượt đỉnh mọi thời đại thì những cái cổ phiếu phân bón cũng đang đi đi rất là mạnh mẽ từ cái vùng giá 38, cái vùng giá trung bình quanh cái vùng giá là 34,7 đấy. Thì các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta đo những cái lợi nhuận của chúng ta trong cái thời điểm này ấy, thì ở đâu đó các bạn sẽ thấy là cái vùng giá 40 43 thì đang đạt được 30% rồi, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ nhấn các cái điểm chặn lãi lên của các bạn đó là gì, khi mà nó mất cái 42,5 các bạn đem chốt hết luôn đấy, hoặc là các bạn chốt hết một nửa ở quanh cái vùng là một cái trần nữa với giá IPV thì là đủ rồi. Đấy, vào những thời điểm này các bạn thấy là nó trần được, nó sẽ sàn được các bạn nhé. Bởi vì vào những thời điểm này thì khi mà chúng ta đang đi lên ấy, thì các bạn có thể nắm giữ những nguyên tắc của các bạn đó là gì, không để mất cái vùng giá là 42 đấy, nên, nên nâng cái mức chặn lãi lên vùng giá 42 các bạn nhé, đừng có để mất cái phần lãi của các bạn đi. Còn các bạn mua vào thì các bạn không có điểm mua đâu, mua vào thì phải chờ quanh cái vùng 39 chấm 2, 39,7 này các bạn mới mua được đấy. Một cái cổ phiếu khác mà tăng khá mạnh trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng có thể thấy được là vào những thời điểm này thì đây là một trong những cái cổ phiếu mà tăng khá mạnh. Thì việc rằng là những cái cổ phiếu mà tăng khá mạnh trong thời gian vừa qua thì các bạn có thể cùng comment về dưới ITB xem rằng là nó có chốt lời, có phải là điểm chốt lời không các bạn nhé, hay là nó cứ tăng mãi mà chúng ta không phải lo lắng, hay là cổ phiếu như Lộc Phát Bank, đúng không ạ? Các bạn đang có một cái lợi nhuận khá tốt đến từ cổ phiếu Lộc Phát Bank và nó tăng rất là mạnh. Tuy nhiên thì với dưới góc nhìn của dưới ITB thì các bạn có thể thấy là các bạn nên nâng cái chặn lãi của cổ phiếu Lộc Phát Bank lên cái vùng là 31,45, bởi vì các bạn đây nếu mà mất 31,45 nó sẽ về vùng 29,30 mới chúng ta mới cân bằng trở lại, còn vùng cân bằng của Lộc Phát Bank nó ở phần vùng giá 25 ấy. Cho nên các bạn nhớ chú ý rằng là vào những thời điểm này cái target ở phía trên của cổ phiếu ấy thì các bạn nhớ rằng là nên đi lên thì quanh như vùng 33 thì các bạn chốt lời đi 1/2, và còn phần còn lại thì các bạn nhớ chặn lãi khi mà mất 31,4 là các bạn bán hết. Đấy, thì các bạn giữ cái lợi nhuận của các bạn nhá. Đấy, đây là Lộc Phát Bank, bởi vì nó cũng đã có một cái đà tăng rất là mạnh mẽ. Cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu Pao. Đấy. Cổ phiếu Pao thì các bạn có thể thấy là vào những thời điểm này thì nó vẫn tiếp tục tăng lên và với những cái sự kỳ vọng. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy được là khi mà nó tiếp tục đi lên thì nó sẽ gặp những cái vùng kháng cự ở phía trên là vùng 16,2, thì các bạn cũng thấy khá là gần rồi. Còn các bạn nào muốn kỳ vọng lên quanh cái vùng 20,8 thì có lẽ rằng là rất là đau đầu các bạn nhé, 20,8. Nhưng mà các bạn nhớ rằng là một cái điểm mà chúng ta nhìn thấy rằng là nó sẽ phải quay trở lại test đó là quanh cái vùng 14,6, 10 là 13,15. Cho nên các bạn đừng tham lam ở những cái cổ phiếu này 16,2, các bạn có thể có những cái điểm chốt lời. Đấy, từ 10 vào 14,6, không phải 16,4 chứ. Đấy, đấy là gặp những cái vùng rung lắc các bạn này. Đấy, có đi lên thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu Pháo cũng là có một cái cổ phiếu lâu dài, tích lũy lâu dài rồi. Và khi đi lên thì quanh cái vùng 14,8 15 này thì các bạn thấy rằng là nó cũng đang cố gắng là kéo đi lên để các bạn có những điểm chốt lời. Hay một cái cổ phiếu khác đó là cổ phiếu HVN, đúng không ạ? Thì cổ phiếu HVN thì tiếp tục kéo lên thẳng đứng, dựng thẳng đứng, bởi vì vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu HVN vẫn đang phiên tăng phiên giảm. Tuy nhiên thì vào những thời điểm này thì cổ phiếu HVN cũng đã đi qua qua một cái quá trình tăng điểm, và các bạn có thể thấy là với cái sự tích cực của cái nhóm ngành hàng không quay trở lại sau khi mà thời kỳ Covid thì các bạn thấy có những sự kỳ vọng lớn hơn. Tuy nhiên thì
Khi mà nó mất, các bạn nhớ chú ý rằng là nó mất cái vùng là 34.85 này thì các bạn nên chốt lời. Đấy, quanh cái vùng có quay lại được 35.4, đó là những điểm các bạn nên chốt lời các bạn nhé. Đấy, đừng có để nó mất đi những phần lãi và nó có thể về dưới những cái vùng là 30 và 26 các bạn nhé. Một cái cổ phiếu khác là cổ phiếu FPT ấy, mà các bạn có mình có chia sẻ với các bạn những tín hiệu phân kỳ rồi. Cho dù là mình có chia sẻ với các bạn là chốt lời quanh 134 đúng không? Nhưng mà bây giờ nó có lên đến 137 hoặc 139 luôn thì các bạn có thể thấy rằng là tín hiệu phân kỳ là phân kỳ các bạn nhé. Đấy. Còn khi mà mình đã chia sẻ với các bạn tín hiệu phân kỳ như của FPT thì các bạn cứ nhận định rằng là thị trường nó sẽ lên. Tuy nhiên nếu mà trong tuần này đồng đến một cái nền đỏ nữa thì nó về đi hơi xa rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy là những cái câu dấu hiệu của phân kỳ thì nó có thể về giá 112 rất là bình thường các bạn nha. Cho nên các bạn hãy chú ý rằng là những cái thời điểm mà chúng ta có thể thị trường có thể tăng lên nhưng chúng ta phải biết rằng là những cái điểm chặn lãi của chúng ta ở đâu và ít nhất là các bạn phải có những cái điểm chốt lời. Ví dụ như FPT ấy, thì các bạn có thể thấy là nó chỉ cần mất cái vùng giá 133 thôi đấy là nó chui xuống với giá 129 quay trở lại nhanh, rất là nhanh các bạn nhé, bởi vì nó tăng lên được bởi vì có những cái sự kỳ vọng. Tuy nhiên này giá TV lại cảm thấy là vừa đủ với những cái cổ phiếu FPT thì giá TV sẽ đưa về những chiến lược là thu tiền về, bởi vì trong mỗi cái lòng tham của chúng ta thì ai cũng mong muốn rằng là thị trường nó sẽ tăng lên mãi, nhưng mà thị trường sẽ tăng lên nhưng để làm gì các bạn, để chốt lời chứ không phải là để cho chúng ta có sự kỳ vọng và mê muội và trong bấn loạn, trong hoảng loạn, trong những cái sự hưng phấn của những người khác. Với mình những sự hưng phấn của những người khác đó chính là những cái điểm chốt lời đấy. Và để dành tiền cho những cái cổ phiếu mà chúng ta đang mong chờ hơn trong cái thời điểm này đấy. Còn có một cái cổ phiếu khác đó là cổ phiếu như FRT vẫn chưa đến đến cái điểm chốt lời các bạn, thì mình vẫn đang có những sự kỳ vọng của cổ phiếu FRT. Cũng giống như các bạn thì cổ phiếu FRT là một những cổ phiếu mà mình đang kỳ vọng cho những cái điểm chốt lời. Thì cái điểm chốt lời của FRT điểm đầu tiên thì có lẽ là mình đang chờ đợi những cái vùng giá là 185 các bạn nhé, vùng giá lên vùng 185 190 thì mình sẽ chia sẻ các bạn điểm chốt lời 50% lần đầu tiên. Đấy, sau khi mà mình đã chia sẻ các bạn mua quanh cái vùng 166.5 rồi đúng không ạ. Và vào những thời điểm này thì có một cổ phiếu khác đó là cổ phiếu DGC cũng đang rất là đáng chú ý, đó là khi mà cổ phiếu DGC sẽ có những cái đào mức tăng quay trở lại. Ví dụ như các bạn thấy trong vòng 2 phiên nữa nó quay trở lại cái vùng là 130.8 cho đến 132.25 thì đó là những cái điểm mà các bạn có thể chia ra để chốt mà lời một phần. Bởi vì với những nhà đầu tư trong trung hạn thì giá TP chưa chia sẻ chốt lời lần nào, nhưng mà lần này thì khi đi lên quay trở lại những quanh cái vùng là từ 130.8 cho đến 134 mình sẽ biết phải tối ưu hóa lợi nhuận. Những bạn là đang ở trong room T cộng thì mình cũng đã chia sẻ những cái điểm chốt lời rồi, cho nên là các bạn cũng không phải quá lo lắng và hạ được cái giá vốn về quanh cái vùng giá là 115 rồi. Đấy, cho nên là vào những thời điểm này những cái cổ phiếu như DGC cũng đang là những cái cổ phiếu hot, nhưng mà chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ thay vì họ mua vào hưng phấn mua vào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điểm để chúng ta có những khả năng chốt lời ít nhất là 50% các bạn nhé, để thu tiền về đã các bạn. Đấy, đó là những cái cổ phiếu. Các bạn còn những cái cổ phiếu nào thì các bạn nhớ chia sẻ dưới cho dưới ITP nhá. Còn cái cổ phiếu như cổ phiếu PET thì các bạn có thể thấy điều gì? Cổ phiếu PET thì hiện tại của chúng ta đã mua quanh cái vùng giá 26 trung bình thì cổ phiếu PET nó sẽ quay trở lại những cái vùng đỉnh cũ quanh cái vùng giá 32, 31.7. Đấy, thì đó là những cái điểm mà các bạn nên chốt lời 50% các bạn nhá. Và cái xu hướng dài hơn để hạ giá vốn xuống, các bạn là đã mua được quanh cái vùng giá là 26 rồi, còn thấp hơn cái giá trung bình của rất nhiều người thì mục tiêu của chúng ta vẫn quay trở lại vùng 35. Hay là một cái cổ phiếu khác mà mình chia sẻ với các bạn đó là cổ phiếu ANV của một bạn khách hàng gì đi chia sẻ, đó là gì. Vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy những nhóm ngành sản xuất rất là tích cực. Tuy nhiên thì với những thời điểm này nhóm mà cổ phiếu như ANV thì các bạn sẽ thấy là với chúng ta quay trở lại cái vùng là đạt được cái vùng giá là 37 37.6 thì chúng ta sẽ chốt lời 50% đấy các bạn nhá, và cho những hạ cái giá vốn xuống, bởi vì mình biết rằng là bạn đã tham gia mua quanh vùng giá 32 và
Thì mua xong thì khi nó về đến gần cái bán giá vốn của bạn, bạn có hỏi gì ITP rằng là anh Hiếu ơi, có phải cắt lỗ không, có phải bán trước không, có phải có cái điểm chặn lãi không, thì mình chia sẻ rằng là không có gì sợ cả, bởi vì vào những thời điểm này mình cũng là chia sẻ với các bạn là có đi lên thì để chúng ta kỳ vọng nhiều hơn thôi, còn đi xuống thì đó là những lúc mà chúng ta phải gia tăng lên các bạn nhé. Vừa rồi thì có một số top các cái cổ phiếu tiềm năng mà dự án ITP đang chia sẻ với các bạn, những cái cơ hội và chúng ta sẽ nhận được những cái tín hiệu của dự án ITP trong cái thời gian vừa rồi. Thì có những cái tín hiệu ví dụ như là cổ phiếu CTD, thì rõ ràng cổ phiếu CTD thì đang làm cho chúng ta khá mất khá nhiều thời gian trong thời gian vừa qua, và các bạn có thể thấy là cổ phiếu CTD ngày hôm nay có đi lên đến vùng 75, thì các bạn cũng thể thấy được những cái áp lực đúng không ạ, hay là quay trở lại những cái vùng đỉnh ở phía trên 76 78 cũng sẽ gặp những cái áp lực lớn hơn các bạn nhé. Và thì các bạn cứ cứ chờ đợi, bởi vì là cổ phiếu CTD này thì chúng ta đã mình đã chia sẻ với các bạn nó cũng sẽ đạt được cái target ở quanh vùng 78, cho nên là vào những thời điểm này nó khi nó không đạt được thì nó lên quanh cái vùng giá là 75 cho đến 76, thì đó là những cái điểm mà các bạn nên chốt lời, vì có một số bạn đang mua ở quanh cái vùng này. Đấy, trong ngắn hạn thì các bạn có thể chốt lời ở quanh vùng này các bạn nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thông tin thị trường một chút xíu. Nếu các bạn nhìn thấy những cái video này thì các bạn nhớ comment các cái cổ phiếu của các bạn nhé, bởi vì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được các cái điểm để chúng ta chốt lời các bạn. Các bạn có thể thấy là có những thông tin ví dụ như là CTR đây, thì Viettel Construction sắp chi 1.500 tỷ đồng đầu tư mở rộng vùng phủ sóng 4G, hay là các bạn có thể thấy được là BSI thì chứng khoán BSI phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu rẻ bằng 1/5 so với giá thị trường đấy, hay là KBC Kinh Bắc muốn phát hành thêm 250 triệu cổ phiếu dùng một phần tiền để tái cấu trúc nợ đấy, lại phát hành giấy thêm rồi. Các bạn nhớ chú ý cẩn thận, dạo này là phát hành giấy rất nhiều. Hay là các bạn có thể thấy là Vinhome thì diễn biến mới nhất tại khu đô thị 85.000 tỷ do liên doanh Vinhome làm chủ đầu tư tại Khánh Hòa đấy. Các bạn có thể tìm những cái thông tin ở trong cái room chat cộng đồng các bạn nhé, và các anh em sẽ cập nhật cho các bạn. Đấy, thế nên vào những thời điểm này chúng ta quay trở lại với VN-Index chúng ta. Thì các bạn có thể thấy VN-Index bên chúng ta thì vẫn là đang là một cái xu hướng tăng, và trong một cái trạng thái là hướng tới những cái vùng đỉnh. Tuy nhiên thì vào những thời điểm này các nhà đầu tư khá là bấn loạn, cho nên là vào những thời điểm này thì các bạn sẽ thấy rằng là khi quay trở lại những cái vùng đỉnh thì các nhà đầu tư mong muốn chốt lời nhiều hơn, và các nhà đầu tư mà đào đang cầm tiền ấy thì các bạn chú ý rằng là cũng không phải quá lo lắng, bởi vì thị trường đi lên không thiếu những cái cổ phiếu chúng ta mua. Tuy nhiên là vào những thời điểm này thì đi lên thì rất nhiều người cũng chưa về bờ đâu, và thậm chí là có nhiều người bắt đầu có khoe một chút lãi thì cũng nên chốt lãi các bạn, bởi vì vào những thời điểm này GITV cũng đã nhìn thấy được những cái sự hưng phấn của các cái nhà đầu tư đang rất rất là muốn mua. Nhưng mà khi mà thời điểm trước thì các bạn có thể thấy là rất nhiều nhà đầu tư hỏi dự án ITP có bán quanh cái vùng là khi mất 1.250 có bán không, thì mình cũng chia sẻ không phải bán ở vùng này và nó sẽ có những nhịp hồi lên để chúng ta bán. Còn vào những thời điểm này mà các bạn hỏi bán thì mới đúng đấy, hỏi bán để chốt lời mới là đúng 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 đúng, gọi là mua của người chán bán cho người cần. Khi mà các bạn chán nhất thì các bạn đã tâm sự với dự án ITP rồi, thì bây giờ thì các bạn quay trở lại thì các bạn nhớ rằng là đây là những thời điểm mà khi người ta hưng phấn, người ta dễ mua nhất, thì muốn mua nhất thì chúng ta nên tranh thủ chốt lời các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái video mà dự án ITP chia sẻ cùng với các bạn. Và còn chứng khoán phái sinh thì dự án ITP sẽ để sang để sang trong cái buổi live stream cùng với các anh em trên chứng khoán phái sinh các bạn nhé. Đấy, dạo này sẽ live stream trên hai kênh là Ichimoku Việt Nam và Ichimoku Thịnh Phát. Đấy, phát hành song song hai kênh.
chứng khoán phái sinh luôn trong cái giờ giao dịch để các bạn có cái cơ hội kiếm tiền. Các bạn nhớ đồng hành cùng với GITP và các trợ lý các bạn nha, các anh em trong câu lạc bộ ITP. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn yêu quý, các bạn hãy mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI ID 2771 hay là tài khoản chứng khoán GEM để các bạn có nhiều cơ hội hơn ở BR8349 để chúng ta đồng hành cùng với nhau các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi những video này. Xin chào và hẹn gặp lại.